Nam Thủy Anh xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Như những cái video trước thì quý vị cũng đã thấy về cái đá thô của Sở Tinh Neo Lục Yên Bái. Vâng, thì như anh cũng đã chia sẻ đến quý vị rằng là tại sao chúng là những viên đá quý. Thì khi mà chúng được khai thác lên khỏi mặt đất thì chúng đã có cái giá trị của chúng rồi. Và với những cái dòng đá này, độ cứng của chúng khác nhau hả vị ha? Và chúng được công nhận từ thế giới. À, vì về cái độ cứng và cái độ quý hiếm của chúng hả vậy ha, cũng như là cái sự phát triển của chúng. Thì ở đây như quý vị các anh chị chúng ta thấy đang thấy đây thì NG có rất là nhiều những cái màu sắc ở cái dòng Sentinel. Vâng, cụ thể như quý vị có thể thấy là màu cam, màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu tím vân vân hả vậy ha. Màu xám, màu nghi. Rất là nhiều luôn. Và ở cái dòng Sentinel này thì chúng có một cái sự lai tạp, đó là có thể là quý vị có thể thấy được những cái viên đặc trưng ví dụ như vậy. À, đây là một cái em Sentinel, trọng lượng là 4,5 carat và bên trong chúng có sắc tố tím và sắc tố cam. Thì với cái viên như thế này thì nó rất là tốt cho người mệnh thổ vì nó có cả tương sinh lẫn tương hợp hả vị ha. Thì như trên video thì quý vị có thể thấy là đây là một cái mẻ mà AMD đã mài trước đây ha. Và AMD chuẩn bị thô cho cái việc mài sắp tới ở những cái viên Sentinel với những cái màu sắc gọi là màu tiền á. Màu tiền căn bản là do chúng có cái độ hiếm trong quá trình khai thác hả vị ha, trữ lượng của chúng ít và chúng được thế giới ưa chuộng, nhiều người thích cái màu sắc đó thì cái màu đó gọi là màu tiền. Ở đây chúng ta thấy là màu hồng, màu cam nè, màu hồng, màu cam đào nè, màu xám hả vị ha. Ủa. Thì như quý vị thấy thì chúng ta có rất là nhiều những cái viên Sentinel, để em coi coi hàng màu tiền, để em lấy ra coi. Đây, đây là những cái hàng màu tiền, kể cả màu xanh này ha, màu xanh này, thậm chí là Sentinel trắng nữa. Mà Sentinel trắng thì lô tới nha quý vị nha, lô sắp tới thì em sẽ cho mày ra. Đây, như quý vị thường nghe về si lửa, si lửa là những cái viên si màu đỏ rực lửa của cái màu ruby á. Thì ở đây chúng ta thấy là lô si ở phía AMG ha, cho mài với nhiều kích thước. Chúng có màu tím, đỏ, hồng khác nhau. Và em không hiểu tại sao cái màu hồng phấn á, tức là cái màu hồng nhạt á, giá nó lại rất là cao nha quý vị nha. Đó. Một là màu đỏ si lửa, hai là si hồng, ba là si màu coban như thế này đây. Đó. Là những cái màu tiền. Như quý vị thấy đây là dòng si đúng không? Để em lấy dòng sapphire cho quý vị coi nè. Đây. Đây là sapphire. Và quý vị thấy là về màu sắc thì chúng cũng là màu xanh như nhau. Về độ cứng thì sapphire là 9. Còn sapphire chúng ta thì 8, 7.58. Nhưng mà tại sao cái dòng sapphire á nó lại giá trị cao hơn? Giá trị cao hơn nha quý vị nha. Cùng màu sắc, thua độ cứng nhưng mà giá trị của thằng Sentinel như thế thì nó lại cao hơn. Thì đó là một cái, đó là cái tính chất mà gọi là quý hiếm và độ khan hiếm của đá trong cái quá trình mà gọi là khai thác cũng như là quá trình sinh trưởng và phát triển của chúng hả vậy ha. Ở đây chúng ta còn hàng gì ta? Đây, màu hồng phấn nè. Rồi đá thì bên phía em đi mài ra thì quý vị chúng ta xem những cái viên đá phía bên dưới chúng ta có thể thấy là giá cắt khác nhau nhưng chúng cùng cái độ là rực lửa hả vậy ha. Và ở đây giá trị của những cái viên đá thì nó phụ thuộc vào cái độ lành sạch, kích thước to nhỏ, độ đậm nhạt và màu sắc vân vân. Đây có màu xám nữa nè quý vị. Và ở video trước thì không biết là quý vị mà đang xem kênh thì chúng ta đã xem chưa, nhưng mà ở video này thì chắc em sẽ đưa lên lại cho chúng ta xem hả vị ha.
Đây là một em Spaniel màu tím, gọi là tím cà. Và ở dòng Spaniel này thì hứa hẹn ở cái lô sắp tới mài ra rất là nhiều những viên tím đẹp. Nó từ cái màu nhạt nhất cho đến cái màu đậm nhất luôn quý vị ạ. Ở đây thì như quý vị thấy là trên những cái sản phẩm MG bán đều có cái công khai minh bạch rất là rõ ràng ha. Ví dụ như đây, một viên Sylvinel Natural hoàn toàn là thiên nhiên hả vị ha, 2 ct. Giác thì như quý vị thấy là giác chiếu cỡ này là giác xoàn nè. Đó, một em tới em hồng hồng này đây. Đó, viên này thì cũng 2 ct nè. Viên này là một viên như quý vị thấy ha, màu đỏ đỏ cam thì cũng tốt cho mạng thổ luôn nè, có hỏa và có thổ, hỏa sinh thổ hả vị ha, Natura 5,6 ct. Viên này thì sạch 100% nha quý vị nha, nên mà một viên tương đồng như thế hoặc bự hơn thế mà nó bị lỗi là sẽ không có giá, không có vụ giá ngang ngang luôn nha quý vị nha. Còn đây là một em Spinel màu xanh, màu xanh của Sapphire. Với cái màu này thì lên đèn là nó chịu thua, lên đèn là nó tối thui luôn. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy rất là nhiều những cái viên đá hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên, không hề có bất kỳ xử lý gì luôn. Anh em nào kinh doanh mà lên sàn lên xem mà thấy cái dòng Sapphire lục yên này của em ha, nghi con nào thiên nhiên bóc ra giám định, không thiên nhiên cho 1 tỷ. Đó. Rồi, đây là vàng Sapphire màu hồng. Màu hồng, màu tím cà, tím nhạt, mùm lum la quý vị ha. Đó, màu hồng phấn rồi nữa nè. Còn hai viên dài dài kia không phải nha quý vị nha. Rồi, thì với những cái hàng thành phẩm, với những cái viên đá mà chúng ta không nghĩ rằng là chúng chất kính rồi trong rồi màu sắc đa dạng như thế, và lẫn cả cái độ cứng tuyệt vời để mà chúng có thể bền bỉ trên cái món trang sức của quý vị, thì ở đây chúng ta thấy là nó là một cả một quá trình hả quý vị ha. Đây là như quý vị thấy đây, đây là một bịch Spinel thô mà L&T đã lựa chọn ra, thì như quý vị thấy những cái viên đá nó khá là trong mà. Chỉ có những viên đá như thế này thì chúng ta mới có thể cho ra những cái sản phẩm. Và ở L&T đã cho ra rất là nhiều những cái kích thước cũng như là những cái size được mài từ những cái phôi thô và lọc rất là sạch để làm chi. Những cái viên lớn thì chúng ta có thể làm ví dụ như những viên như thế này nè, thì các chị mà chúng ta tay mà trắng trắng á, chúng ta lên trang sức thì thôi rồi luôn hả vậy ha, nó rất là đẹp mà rất là sang. Vì có nhiều cái cách chơi, chúng ta có thể chơi đồng hồ, chơi xe, chúng ta nói chuyện với nhau bằng đồng hồ, bằng xe. Còn ở đây là chúng ta nói chuyện với nhau về đá quý. Thì những cái viên to như thế này thì làm mặt nhẫn, mặt dây. Còn những viên nhỏ như vậy thì chúng ta có thể kết bộ. Và để mà có một cái bộ mà trang sức mà hạ hoàn toàn bằng Spinel với những cái viên mà nhỏ nhỏ màu tiền như thế này á, mà đồng kích thước á, thì nó rất là chua. Bởi vì khi mà thiên nhiên tạo hình và quá trình phát triển của mỗi một viên đá nó khác nhau, có viên thì sẽ được làm sạch, có viên thì sẽ bị rạn, được bấm lá hết. Còn đây là cái bịch si đỏ của em nè, si đỏ và cam nè, đó quý vị thấy không, trông quéo quèo đó. Thì không chỉ ở Sentinel hết vị ha, ở phía LG không dừng lại ở Sentinel. Nếu như quý vị chúng ta có nhu cầu về tất cả những dòng đá gì, chúng ta có thể liên hệ với LG. Và bên phía LG hiện tại đang có một cái chính sách, đó là xả đi những cái hàng mà đã được giám định hả vị ha. Tại vì khi mà LG giám định rồi nằm trong vỉ á, LG có rất là nhiều những cái viên đá được giám định rồi nằm trong vỉ, thành ra là sẽ giam vào đó một khoản, đó là một cái khoản tiền giám định. Và qua thời gian quá nhiều thì những cái vỉ giám định đó nó sẽ bị ố vàng bởi cái mica, thành ra là LG sẽ cho ra là nói chung là tri ân cho những khách hàng mà đã từng giao dịch bên LG cũng như là một số khách hàng mới hả vậy ha. Rồi LG xin chào, và ở video này thì LG chỉ có thể là
chia sẻ đến quý vị về Spinel. Nếu như mà chúng ta muốn biết rằng là cái chữ lượng thô cũng như là cái chữ lượng Spinel thiên nhiên và tự nhiên của LNG á, chúng ta có thể xem lại cái video trước đó nha quý vị nhé. Rồi em Di xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau ạ. À.